Bài tập về cách phát âm hôm nay, chúng ta sẽ học cách phân biệt giữa ba âm or. Đối với bài tập này, các con hãy tìm những từ có cách phát âm or và khoanh tròn chúng nhé. Đến với bài tập này, các con hãy nhìn những từ đã được liệt kê bên dưới và sắp xếp chúng vào cột thích hợp. Vậy là bài học hôm nay đã hoàn thành. Nếu các con làm bài tập xong, hãy nhắn tin trên Class Dojo cho cô biết nhé. Cô sẽ gửi đáp án cho các con.